Honda Civic phiên bản Hybrid sắp ra mắt Đông Nam Á. Honda Civic e-HEV 2022 sắp ra mắt trang bị động cơ xăng hoạt động như một máy phát điện với sự hỗ trợ của một motor điện tích hợp. Trong sự kiện ra mắt Civic Hatchback 2022 tại Nhật Bản vào tháng 6 năm ngoái, Honda đã thông báo họ sẽ giới thiệu phiên bản Hybrid của mẫu xe này trong năm nay. Mặc dù sự kiện ra mắt toàn cầu vẫn chưa được diễn ra, nhưng đã có tin đồn cho rằng phiên bản xăng điện của chiếc sedan hạng C này sắp được ra mắt tại Thái Lan. Một số nguồn tin cho biết, Honda Civic e-HEV 2022 sẽ sử dụng hệ chuyển động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi lanh DOHC, dung tích 2.0 lít mạnh mẽ hơn. Thay vì dùng hệ chuyển động hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít đang được sử dụng trên City và HRV e-HEV. Trong đó, động cơ xăng của Honda Civic e-HEV 2022 sẽ hoạt động như máy phát điện với sự trợ giúp của một motor điện tích hợp, đóng vai trò như bộ đề. Hệ chuyển động hybrid trên Honda Civic e-HEV mới được đồn đoán là sẽ mạnh mẽ hơn Accord Hybrid. Honda Accord Hybrid hiện sử dụng hệ chuyển động Intel Lion Multimode Drive (eMMD) với động cơ xăng Atkinson Cycle IVTEC 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất tối đa 145 mã lực tại tua máy 6.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 175 Newton tại tua máy 3.500 vòng trên phút. Động cơ này kết hợp với motor điện mạnh 184 mã lực và mô men xoắn 315 Newton cho tổng công suất 215 mã lực. Như vậy, Honda Civic 2022 sẽ có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ gồm hệ chuyển động hybrid gồm máy xăng 4 xi lanh DOHC, dung tích 2.0 lít, động cơ xăng IVTEC 4 xi lanh DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít và động cơ xăng VTEC 4 xi lanh tăng áp, dung tích 1.5. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.